Rồi, xin kính chào quý anh chị nhà tư Chúng ta quay trở lại với kênh youtube của em Rồi Mới Invest Trong phiên dịch ngày thứ tư, uh, 2 tháng 11 uh, Thì hôm qua em cũng có nói về cái vấn đề là Chúng ta sẽ có khả năng là lập lại cái kịch bản Hồi uh, đầu tháng 10 Đúng không ạ? Đây, giống như cái giai đoạn mà uh, Thị trường ta cũng có một cái nhịp mà bức lên Và sau đó là gặp lại những cái ngưỡng kháng cự trước đó Thì lại có những cái yếu tố là gì ạ? À? à, vận động với cái biên hẹp Và cái gì ạ? À? và 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 cái yếu tố mà bị bán ra nó vẫn còn đang khá là nhiều thì giống như trường hợp ở bên đây thì thị trường chúng ta cũng đã có à, cái phiên rút chân ở đây này đó đúng không ạ rồi hai phiên tiếp theo cũng bỏ cái gấp ấp đi lên này đấy Rồi phiên ngày hôm sau như thế nào à? à điều chỉnh giảm ngược lại chút xíu thì có thể là ngày mai á, với cái đà này đúng không ạ với cái đà mà giảm điểm của ngày hôm nay thì như thế nào à? à thì có thể nó sẽ tạo ra một cái cú nhúng nhẹ xuống dưới nữa đâu đó quanh cái ngưỡng vùng 1015 rồi sau đó sẽ như nào à? à? nó sẽ liên tục nó giữ trong một cái biên ở đây nó chưa hẳn là nó sẽ rơi ngay à, hoặc là nó sẽ có những cái động thái mới đâu mà có thể nó sẽ là đi ngang thôi chúng ta chưa biết chắc được nhưng mà chúng ta cần phải nhìn vào cái hành động giá cũng như là <laughs> nhìn vào cái yếu tố và dòng tiền xem là liệu rằng là nó có giữ được ở quanh cái mốc ở vùng 1010 và 020 này hay là không các anh chị chúng ta lưu ý điều này giúp em ha thì à, bằng cách là chúng ta sẽ nhìn vào các cái cổ phiếu mà dẫn đầu, à, nhìn vào các cái cổ phiếu dẫn đầu và chúng ta cũng phải hình dung xem là à, à, thị trường của chúng ta nó đang xoay tua nó đang kéo dòng nào thì đó có phải là một trong những cái tín hiệu tốt hay là không? đó để mà chúng ta có thể là <laughs> biết được rằng là thị trường của chúng ta nó đang ở trong cái trạng thái là à dòng tiền nó có thực sự là muốn đẩy muốn kéo thị trường ta vượt được cái ngưỡng vùng 1045 này hay là không các anh chị ha. Đấy, thì đối với bản thân em thì cái góc nhìn của em thì mình vẫn cần phải cẩn trọng chút xíu. Ha à, cần phải cẩn trọng chút xíu. Lý do là vì sao à? Phiên ngày hôm qua cũng đã bắt đầu thấy những cái áp lực bán và những cái áp lực mà quay đầu của những cái cổ phiếu dẫn đầu chẳng hạn như là có BID này. Đó chẳng hạn như có BID hôm qua nó lại bị cúp cái đầu ngược trở lại với cái với cái khối lượng cũng không phải là lớn nhưng mà đây là cũng là cái một lượng chốt lại ha thì uh, hiện tại là BID nó đã xác nhận cái đấy rồi đấy thì có thể là nó cứ quay về nó test lại những cái uh, điểm pivot mà nó đã vượt qua là quanh cái ngưỡng vùng băm ba này để cho là nó có thể nó quay về nó test lại vùng băm ba luôn các anh chị nha ha và ở trong trạng thái này thì nó vẫn là tích cực chứ nó vẫn chưa có gì là gọi là tiêu cực cả nha nhưng mà cái yếu tố mà quay đầu trở lại thì thị trường của ta nó cũng sẽ có những cái sự rung lắc nhất định ấy thì đã có tận là một hai ba bốn phiên bốn phiên không có vượt tiếp được rồi và nó cứ lên được đâu đó khoảng tầm là cận cái vùng giá 35 thì lại là, là quay đầu thì đây cũng là một trong những yếu tố là có thể là sẽ gặp một vài cái nhịp rung lắc nữa trong hai phiên tới hai ba phiên tới đấy quanh cái ngưỡng vùng này thì em nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái vùng nền À nếu mà cái biên mà nó vẫn giữ được như thế này và đồng thời là nó kỳ cung trở lại thì đây là những cái trạng thái tích cực của BID nha, chứ không phải là tiêu cực các anh chị nhé, nhưng mà nó sẽ có những yếu tố rung lắc cho thị trường chung. Đấy. Rồi tiếp theo như là CTG cũng tương tự vậy. CTG hôm qua là do nó bứt cũng khá là nhanh cho nên là gì ạ? À thì cho nên là nó quay đầu nó giảm ngay. À, thì nó cũng sẽ quay về nó retain lại khoảng tầm vùng 23.4 hoặc là 23.5 thôi em không nghĩ là nó sẽ rơi quá là sâu đâu nha bởi vì nó cũng đã xác nhận một cái một cái nhịp uh, trend uh, uh, tạo đáy rồi tạo đáy đi lên rồi thân đi lên rồi à, nên là các anh chị chúng ta cũng uh, hãy xem đó là cái cơ hội nha chứ không phải là cái rủi ro ở khi mà nó có quay về nó re lại quanh cái ngưỡng vùng 23.3 ở đây nha 23.3 đây có thể là sẽ là một cái vùng giải ngân tương đối là hợp lý cho các anh chị nào chúng ta chưa kịp tham gia nha rồi uh, tiếp theo Uhm, những thằng như Techcombank hôm qua cũng nó bứt phá lên đúng không ạ? Hôm nay thì cũng đã có yếu tố quay đầu rồi thì khi mà gặp lại kháng cự ở đây này thì cái việc mà yếu tố là retest là trở lại hoặc là quay về lấp lại những cái gap mà nó tạo ra ở những cái vùng giá phía trước là hoàn toàn là bình thường thôi. Cho nên là chúng ta sẽ không có FOMO ở trong những cái nhịp mà nó à, bứt lên mà nó gần kháng cự này quá là chúng ta sẽ như nào à chúng ta sẽ không có mua đuổi vào nữa. Các anh chị ta lưu ý ha. Nếu mà các anh chị ta mua đuổi thì rất có thể là các anh chị ta sẽ gặp lại những cái dịp mà nó rung lắc trong ngắn hạn và bị lỗ ngắn hạn và khi mà nó rủ cái chuyện ta ra rồi thì nó lại có thể là như nào à nó bứt lên đó chúng ta nên là chúng ta lưu ý chút xíu không phải là nó xấu cái anh chị nhé. mà do là các anh chị chúng ta tham gia nó bị sai thời điểm thì khi mà các anh chị chúng ta cảm thấy như thiếu an toàn hoặc là có những cái sự rung lắc mà nó gì ạ à? nó rủ những cái nhà đầu tư yếu bóng vía ra ấy, thì lúc đó các anh chị chúng ta ra một cái thôi thì lại là chính là cái cơ hội cho những nhà đầu tư nào giờ à? à đang cầm tiền đó nó chỉ là 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 cuộc chơi về là, cái sự kiên nhẫn cũng như là à, về mặt tâm lý là là là, là chính ở trong cái giai đoạn này các anh chị chúng ta lưu ý ha rồi hay như STB cũng vậy, nay STB cũng mém xíu cũng uh, uh, cũng có một cái nhịp mà đẩy lên khá khá nhưng mà không, à, cũng lên gặp cận kháng cự đây này, cận kháng cự quanh cái vùng vùng trên 17 bảy, à, vùng trên 17 là một cái vùng kháng cự cũng tương đối là dày, thì STB chưa thể nào nó vượt qua được, thì nó có thể nó nhích nhích bò bò nó đi ngang nó quanh vùng này, để nó chuẩn bị cho một cái cú breakout out à, tốt hơn thì em thấy là ở đây là cũng đã bắt đầu có những cái dòng tiền tham gia và em nghĩ là nếu mà hấp thụ lại được những cái lượng cung ở phía bên đây này đó thì nó sẽ sớm có một cái nhịp mà nó break out thôi dòng ngân hàng nói chung thì em thấy nó cũng vẫn còn đang tích cực cái gì nha chứ chưa hẳn là tiêu cực đấy rồi hay như VBank hôm nay này đấy mọi người sẽ thấy VBank hôm nay cũng có một chút lộ chân đúng không hôm qua dòng tiền cũng vào hôm nay dòng tiền cũng tiếp tục vào vẫn vẫn kéo giá cổ phiếu lên à, à, tương đối là đẹp <laughs> thì đây là những cái cổ phiếu nó chạy sau á mà khi mà lên gặp ngưỡng kháng cự ở vùng 18 này rồi này thì em nghĩ là nên cân nhắc các anh chị chúng ta nếu mà đánh tới cộng á thì có thể là canh là chốt lại ở quanh cái ngưỡng vùng uh, 17.5 cho tới vùng 18 này à, nó sẽ hợp lý hơn à, biết đâu được là nó có thể nó sẽ điều chỉnh nó giật giật ngược về lại thì sao lúc đó các anh chị chúng ta uh, cover lại sau cũng kịp đúng không ạ ở cái trạng thái mà thị trường chúng ta uh, Đi đi sideways hoặc là sẽ có những cái nhịp rung lắc trong ngắn hạn á, thì việc mà các anh chị chúng ta chốt lúc mà Uh, cổ phiếu nó đang hưng phấn nó đẩy giá thì nó sẽ ok hơn nha và đó cũng là cái nhịp mà các anh chị chúng ta tận dụng là gì chúng ta chốt với cái giá cao được chưa rồi hôm nay vip cũng tiếp tục là một cái phiên dòng tiền vào đẩy giá lên nhưng mà với cái việc mà biên độ tăng hôm nay chỉ có đạt được khoảng tầm là chưa tới 3% phần trăm mà cái volume nó lớn như thế này này thì tức có nghĩa là đã một cái lượng lớn của lượng cung ở bên đây họ cũng tranh thủ họ bán ra à các anh chị chúng ta hiểu không ạ à? à khi mà lên gặp lại những cái kháng cự mà volume lớn mà biên độ tăng giá nó không có thực sự là đạt được cái gì à, đạt được một cái mức gọi là đồng thuận ha à, không có đạt được một cái mức gọi là đồng thuận thì lúc đó thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng là cái lượng cung ở phần phần bên phía cái 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 việc cái kháng cự bên đây này họ đang tuôn ra Đấy, cho nên là với cái khối lượng lớn như này cổ phiếu nó có thể nó đi lên được thêm một vài phiên nữa thôi nhưng mà khi khi mà nó lên được tới đây kiểu động lực của nó sẽ giảm dần đi và nó sẽ quay đầu và gặp yếu tố chốt lại là cái điều hết sức là là là, đương nhiên và yếu tố điều chỉnh là cũng là bình thường thôi nên là các anh chị chúng ta lưu ý ha đấy rồi nên là khả năng cao là chúng ta sẽ phải nên chờ đợi đấy, khả năng cao là chúng ta sẽ phải nên chờ đợi chút xíu nha CTG cũng tương tự hồi nãy nói rồi rồi MB này MB lên đây cũng quanh quay về lại nó test lại quanh cái ngưỡng vùng 17.5 cho tới vùng 10 Uh, có thể là 17.5 cho tới 17.7 Quanh quanh ngưỡng vùng này thì theo em thấy thì nó cũng có những cái yếu tố là sẽ uh, tạo ra một cái vùng nền ngắn ở phần phía trên vùng giá 17.5 ở đây để mà bứt lên được khoảng được tầm uh, giá 19 ha, hoặc là hơn 19 chút xíu. Nói chung là sẽ tích cực trong những cái phiên sắp tới. Còn nếu như mà nó test lại mà nó test quá là sâu kèm với lại volume bị bán lớn thì lúc đó chúng ta cần phải đánh giá lại nha cần phải đánh giá lại còn nếu mà nó vận động với cái nhịp này mà volume thấp á, là em đánh giá là nó vẫn còn an toàn và, và, và và chưa có gì là là, là tiêu cực cả các anh chị ta lưu ý ha liên việt này à, hôm nay liên việt cũng điều chỉnh lại rồi đúng không ạ hôm nay liên việt cũng là lên khá là dốc như thế này dòng tiền đầu cơ tốt lên dốc như thế này thì yếu tố quay đầu chốt lại là hết sức là bình thường thôi Đấy, nó cũng sẽ quay về nó retest lại đâu đó khoảng tầm vùng giá 11 chẳng hạn mà có khi là không tới đó nhưng mà sao? nhưng mà đây cũng là một trong những cái yếu tố mà nó phải điều nên điều chỉnh, nó điều chỉnh để làm gì? nó tìm lại những cái lực cầu vào tốt hơn, những cái lượng mà hấp thụ lại, những cái lượng cung mà bán ra ở những cái uh, mé bên đây, họ nhà đầu tư họ vẫn còn đang kẹp đó thì là cái với cái thanh khoản mà tốt như hiện tại thì liên vị em nghĩ là nó có thể nó vươn xa hơn trong những cái khoảng thời gian sắp tới. À, điều chỉnh ở đây cũng là một cái yếu tố là chỉnh để mà tăng, các anh chị chúng ta lưu ý ha. Rồi. <laughs> À, ngoài ra thì để mà mình nói tiếp á thì à, mình cũng nhận thấy rằng là cái dòng tiền do là nó có cái sự gọi là hiện tại nó do có cái sự là xoay tua. Mình thì mình cũng khẳng định luôn với mọi người rằng á là là gì? AI à, à, nó lại kéo cái dòng gì? Nó lại kéo cái dòng bất động sản, dòng thép à, dòng dầu khí. Ở trong cái nhịp này thì thành ra là không thể nào mà cái dòng tiền nó lại tiếp tục nó kéo được cho nhóm ngân hàng. Ấy tha mà nó kéo dòng ngân hàng ha mà nó kéo dòng ngân hàng nó giúp cho cả thị trường uh, tăng về cái mặt uh, tâm lý và điểm số nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là đi kéo dòng dầu khí đi kéo dòng thép hay là đi kéo dòng uh, dòng 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 bất động sản đấy thì khi mà các anh chị chúng ta thấy là cái dòng dẫn mà nó được kéo thì cái dòng tiền nó sẽ tự khắc nó lan tỏa ra các cái dòng khác à còn mà các cái dòng khác mà được kéo thì cái dòng tiền nó cũng chỉ là những cái dòng tiền của cái nhóm ngành đó thôi đó chứ không phải là, là 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 là, nó có cái sự lan tỏa lên toàn bộ cái, nhóm ngành khác được đấy các anh chị ta phân biệt đó là cái cái sự và sức mạnh của cái dòng dẫn à, cái dẫn đầu trong một cái nhịp sống hồi là nó phải như vậy đó này như các anh chị ta thấy hôm nay bất động sản cũng cũng có những cái nhịp mà nó tăng đúng không đây chẳng hạn như HDC đó, đây là chủ yếu là những cái dòng tiền nó kéo riêng lẻ thôi chẳng có một cái chút gì gọi là uh, cái sự lan tỏa dòng tiền cả ngay cả đích hôm nay mà cũng còn đỏ là các anh chị chúng ta thấy hiểu rồi đúng không? Hôm qua tăng trần, mày đỏ. Uh. Rồi hay như một số những mã cổ phiếu khác là HDG này cũng có một tăng một chút xíu hồi phục trở lại. Nam Long cũng vậy này. <laughs> TDH ha, còn lại thì nó chẳng có cái gì cả, ngay cả thằng Novaland này cũng muốn muốn rồi này, các anh chị chúng ta thấy kinh không ạ? Uh. À. Nói chung á là nó không có được sự uy tín các anh chị. À, nó cũng không có mang cái tính bền vững cho nên là mình 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 chưa thể yên tâm được đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Rồi hay như dòng dầu khí tuy nhiên đồ hôm nay thì lại kéo tăng tăng BVD tăng trần. Đó, à, hôm qua thì nằm nằm gần sàn đúng không? Hôm nay lại tăng trần với khối lượng thấp. Thì cứ thấy mọi người sẽ thấy em cũng đã cảnh báo với các anh chị nhà đầu tư từ uh, những cái nhịp mà tuần trước rồi. Đây này Ngoài ra em cảnh báo thêm này từ ngày 27 tháng 10 này, ngoài ra em cảnh báo thêm cho các anh chị chúng ta về cái dòng bán lẻ này, phân bón hóa chất ha và dầu khí. Thì nếu mà các anh chị chúng ta đã theo dõi video của Tuấn rất nhiều thì Tuấn cũng đã cảnh báo từ đây này chứ không phải là từ cái khúc này đâu. Ha. À, đấy Tuấn đã cảnh báo từ ở vùng những cái vùng trên đây này chứ không phải là từ khúc này mà mới cảnh báo cho các anh chị chúng ta đâu. Nếu mà các anh chị chúng ta theo dõi thường xuyên kênh uh, uh, Tuấn uh, Remit Vest ha. Đấy thì mình cũng đã cảnh báo từ những cái khúc trên này này đến khi mà nó đã phân phối xong rồi thì cái câu chuyện nó cũng đã gần như xong rồi, đúng không ạ? thì có chăng hôm nay nó quay về nó retest lại quanh gần gần cái vùng à gì à? À, vùng hỗ trợ dưới thì nó bật hồi trở lại thôi là cái điều bình thường. còn nếu mà hồi được như này, các anh chị chúng ta có chắc là ngày mai nó sẽ tiếp tục nó bay ngược lên được trên đây không? ạ rất là khó đúng không? không thể nào, đấy, không thể nào. nó là cái giá cuối cùng mà em nghĩ là nó sẽ phải điều chỉnh là quanh về lại cái ngưỡng vùng giá 14. còn sau đó thì thì nó vận động như thế nào thì chúng ta mới tính tiếp. Còn cái việc mà nó đè giá xuống như thế này rồi Chắc chắn nó sẽ về lại những cái vùng giá quanh 14, 15 là là, 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 là điều à, à, trong tầm tay thôi các anh chị ha Đấy, hay như BSR cũng tương tự vậy này Đấy, BSR nó cũng đang bắt đầu đi ngang mà đi ngang với khối lượng thấp như thế này này Nó cũng giống như những cái cổ phiếu nào các anh chị ta nhớ một thời không ạ Chẳng hạn như SSI đúng không Đây SSI này Đó kiểu cũng đi ngang ngang rồi cứ lượng lượng lên đựng xíu rồi với khối lượng thấp này Đấy, một hồi một hồi xoay quay cái rồi lại gãy tiếp một à, đi một hồi cái lại gãy tiếp hay như vcg này đó các anh chị có thấy không ạ đây này Đây cái vùng này này đó đi ngang một hồi đúng không khối lượng thấp này đấy khối lượng thấp này rồi sau đó như thế nào ạ à? à, nó gãy một phát thì nó lại cho đi về 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 với lại à, các mũi luôn Đấy thì bếp rồi ở đây cũng tương tự vậy thôi nè cũng đi ngang 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 khối lượng thấp ở đây này gãy này rồi đi ngang với khối lượng thấp ở đây này rồi thế nào nó cũng sẽ như thế nào ạ à, à sẽ gãy tiếp xuống thôi. Ha, nên là các anh chị chúng ta lưu ý nhé. Ha, cực kỳ là rủi ro đối với lại các cái cổ phiếu là BSR như thế này. Hả? <laughs> Rồi gì nữa nhỉ? Ừ. Rồi tiếp đến BVS uh, thì sao? BVS uh, thì ở đây là vẫn giữ được cái nền. Thôi, thôi, coi như là nó vẫn còn đang có cái trạng thái gọi là <laughs> cũng không phải là quá là tiêu cực cho lắm, nhưng mà ở đây cái 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 sự vận động của nó nó biến động lỏng. ha, à, biến động lỏng cho nên là cũng không khuyến khích mọi người tham gia nha, biến động lỏng như thế này cũng không khuyến khích mọi người tham gia. Đấy. Ok, rồi tiếp theo dòng phân bón. Đây dòng phân bón em cũng đã <laughs> nói rất là nhiều với các anh chị ta rồi đúng không ạ? Cũng đã phân phối rồi. Đúng không? Phân phối được chưa? Hôm nay là cái update này. Đấy nhìn qua chạc tuần là thấy là cái sự ghê gớm của tụi nó luôn đấy ha ngày mai nó làm thêm cây nữa nó về lại vùng giá 28 rồi hết tuần này ví dụ hoặc là đầu tuần sau nó gãy thêm cái vùng vùng giá 28 hay nữa này là coi như là hả nó sẽ đi về với lại dị à, à, dĩ vãng luôn đi vào dĩ vãng luôn giống bọn thép vậy đó đấy Rồi dbm cũng tương tự vậy thôi đấy. dbm là nó gãy trước luôn này dbm nó đã gãy trước luôn các anh chị ha dbm cũng đã gãy trước này đấy là coi như là xong rồi nhịp này là em bảo đảm với mọi người là, là dòng dòng uh, phân phân bón là nó xong rồi kể cả là hóa chất cũng tương tự vậy nha bởi vậy em cũng đã cảnh báo với các anh chị ta rất là nhiều là nó đã phân phối rồi biến động lỏng biến động lớn và volume lớn như thế này là chính là những cái nhịp mà nó phân phối tái phân phối lại này tái phân phối này tái phân phối này nhịp này chính là cái nhịp phân phối đầu à, rủ lại này kéo lên tiếp đây là cái nhịp phân phối số 2 vùng phân phối số 3 và đây là vùng phân phối cuối cùng sau đó là nó sẽ rơi nha nó sẽ rơi đấy đó là các anh chị chúng ta cẩn trọng qua wow, quản trị rủi ro cái nhóm này EPM tương tự này một này hai này ba này bốn này khúc này nữa là sẽ rơi nha sẽ rơi đấy khả năng rơi là rất là cao các anh chị chúng ta lưu ý nhé <laughs> Rồi qua tiếp đến dòng chứng khoán thì hiện tại dòng chứng khoán vẫn chưa có gì là đặc sắc cả, chỉ có là HCM là đã có xác nhận một cái nhịp tạo đáy ở đây thôi. Đó, nó đã xác nhận một cái nhịp tạo đáy ở đây, Đó, nhưng mà nó sẽ phải tái tích lũy trở lại với volume thấp thì chúng ta sẽ có cái cơ hội chúng ta tham gia ở những cái nhịp sau, chờ xem cái vận động ở quanh ngưỡng vùng giá 20 nha. Thêm thấy thì HCM sẽ À, là một cổ phiếu có thể là có cái sức bật cũng tương đối là mạnh trong những cái uh, nhịp sắp tới đấy. nếu mà thị trường ta bước vào một cái nhịp sống hồi đủ lớn các anh chị nhé SI thì hôm qua cũng có khen chút xíu <laughs> cũng có khen chút xíu ha nhưng mà sao lên đây vẫn gặp áp lực bán thế thì nó vẫn chưa thể nào mà nó uh, xác nhận đây là cái vùng đáy hoặc là nó sẽ đảo chiều nó tăng đâu nên là các anh chị chúng ta đừng có vội nha đừng có vội rồi VCI cũng tương tự vậy VCI hôm nay cũng cúp cái đầu quay ngược trở lại rồi thì chúng ta sẽ phải đợi nó test lại nha đợi nó test lại nó có thể nó test về lại cái vùng uh, vùng 24 24.5 đây này, này khả năng ca, khả năng là nó có thể nó test lại ở đây đó nó có thể nó test lại ở đây nhé nên là các anh chị chúng ta lưu ý đó, nó cũng chưa có thoát khỏi được cái trend do là nó chưa thoát khỏi được cái trend này gặp lại cái trend cái là nó quay đầu nó giảm này Mọi người thấy không cho nên là nó sẽ tìm về lại những cái hỗ trợ dưới để mà coi là lực cung bán ra nó còn sót lại nhiều hay là ít đó, nếu mà volume nó ít á nó test lại volume thấp á thì nó sẽ dễ có một cái cú bật hồi lại ở phần phía sau thì chúng ta sẽ tham gia yeah, 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 ở cái phần mà nó quay đầu nó đảo chiều các anh chị chúng ta lưu ý ha rồi về đêm nay cũng cố gắng phục hồi lại được tí nhưng mà em nghĩ rằng là cũng chưa có gì cả nha cũng chưa có gì cả có thể nó cùng lắm nó lên được khoảng tầm vùng giá 13 Đấy, nhưng mà cũng chưa có gì là chắc chắn cả nên là các anh chị chúng ta cẩn trọng thì hơn nha đợi thôi nói chung là giai đoạn này là các anh chị chúng ta nên kiên nhẫn chút xíu nha rồi <laughs> À, khu công nghiệp thì hôm nay có KBC cũng phục hồi rồi nhưng mà đóng cửa mức như thế này thì cũng không thực sự là là là, là, là an tâm nhá. Hôm nay là sáng cũng thấy là tính tưởng là nó sẽ là tăng trần đấy nhưng mà không tăng trần như thế này thì cũng cần phải cẩn trọng và nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Được chưa? IDC cũng vậy này, IDC còn giảm 3% như thế này là còn mệt mỏi lắm, chưa đâu, chưa có làm gì được cả. Các anh chị chúng ta lưu ý nha hay như VGC cũng vậy này, ấy gặp những anh tài như thế này mà khả năng cao là nó có thể nó quay đầu nó giảm ngược trở lại là cũng là, là là điều đương nhiên. Ở đây ấy, chúng ta sẽ thấy là VGC nó đang vận động uh, khá là giống với lại những cái cổ phiếu giờ AI giống như hồi nãy là DBM hay DCM vậy, đúng không? Nó cũng có những cái lần mà nó phân phối ở đây, nó cũng có những cái lần nó phân phối ở đây, phân phối ở đây, đúng không? Và nó có thể nó khả năng nó kéo ngược trở lại đây này, rồi nó phân phối lại đây tiếp này. À chúng ta cũng có thể là kỳ vọng ăn một cái nhịp sóng hồi ở đây này, nhưng mà chắc chắn là nó đây là những cái nhịp mà nó tái phân phối trở lại. Cái anh chị chúng ta lưu ý ha. Hoặc là nếu mà nó đã phân phối xong rồi, nếu mà nó đã ở đây nó đã phân phối xong hết ở những cái vùng giá này rồi, ở những cái vùng giá này rồi thì nó có thể bất kỳ nó có thể rơi bất kỳ tự do ngược trở lại là một cái điều đương nhiên Nên là chúng ta cũng không có cần kỳ vọng gì cả. Các anh chị chúng ta lưu ý ha. Đó. <laughs> rồi, à, qua tiếp đến Vin 30. Thì ngoài ra thì em cũng đã cảnh báo các anh chị chúng ta về mở đứa Luger, đúng không? Ở cái giai đoạn này này, mình cũng đã nói là nó đã mở cái biên giảm rồi. Đấy, mở cái biên giảm ra rồi với cái vận động gì ạ? À? với cái vận động mà cổ phiếu nó nó gì? Nó biến động lớn này, nó biến động lớn này, nó biến động lớn này. Thì đây chính là những cái gì? Những cái nhịp mà phân phối của cổ phiếu và khi mà nó test lại cái gì? khi mà nó test lại cái hỗ trợ ở đây này đấy khi mà lúc nào cổ phiếu đó, nó cũng cho một cái anh chị chúng ta gỡ lại cái lần cuối là cái điểm hồi kỹ thuật ở đây đó là cái điểm hồi kỹ thuật ở đây mà các anh chị chúng ta không ra thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ rơi kinh khủng khiếp đến như thế nào đấy nha các anh chị chúng ta lưu ý nha những con này khả năng á, là em thấy là nó thậm chí nó có thể về lại những cái vùng giá mà mà có thể là ba mấy luôn á ba ít luôn nha riêng mdlg thì em nghĩ rằng là nếu mà cái chu kỳ này rơi của nó chỉ mới là nó có nửa đoạn thôi á thì có thể nó sẽ về là khoảng tầm 3x nha. 3x có thể là 35 dưới 40, nói chung là dưới 40. Đó. Khả năng cao là đó có thể nó về. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ về đó thôi các anh chị. nha. <laughs> Rồi hay cả như Mai san này cũng mém giảm sàn này. Ê, bữa giờ Mai san cũng phù hợp khá Đấy, nhưng mà khả năng là em nghĩ nó sẽ quay về nó retest lại chút xíu ở quanh ngưỡng vùng 78 Hôm nay là chủ yếu là viên 30 cũng là một cái nhịp mà phục vụ cho bên Phái Sinh uh, cũng khá là nhiều Đấy, qua, coi qua bên Phái Sinh ấy Đấy ha, coi qua bên Phái Sinh một chút xíu đi Đây mọi người sẽ thấy hôm nay Phái Sinh đánh cũng uh, biên cái biên sideway này cũng rất là mệt từ sáng cho tới luôn Cái biên sideway đâu đó nếu mà chỉ trừ có phiên buổi đầu buổi sáng là nó kéo lông lại được chút xíu thì đâu đó là cái biên sideways nó đâu đó khoảng tầm là 7 5 7 điểm thôi, nói chung là nó giật 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 á. Đó. đó. Thì cũng khá là khó để cho các anh chị chúng ta vào lệnh ha, cũng khá là khó cho để cho các anh chị chúng ta vào lệnh này. Đấy. <laughs> Vì hầu như là các anh chị chúng ta nếu mà sọc đuổi hoặc là lon đuổi thì kiểu gì các anh chị chúng ta cũng phải cắt lỗ Ha. Nhưng mà cuối phiên thì nó lại kéo lại lên lại một chút xíu. Nha, cuối phiên nó kéo lại chút xíu thì chúng ta chưa rõ được cái hành động ở đây nó là như thế nào thì chúng ta nên Uh, Vì thế mới thì chúng ta tốt nhất nên đứng ngoài chưa chưa có nên tham gia các anh chị ha <laughs> rồi ok hôm nay có bị đè tiếp là có vinamilk là bị đè này Đấy, vinamilk hôm nay bị đè nói chung là nó phục vụ cho vấn đề phái sinh thôi các anh chị Đấy này mua cây break này là coi như là chưa gì đã thấy là ai mua khúc trên này là chắc cũng lỗ bốn trăm rồi mà ha nói chung là đừng có mua những cái cây break ở trong thị trường đau chen các anh chị đừng có mua cây break ở trong thị trường đau chen Đấy, đặc biệt là những cây break mà 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 như cái cây cây kim chọc trời trên này là rất là mệt nha. Rồi ok, à, chắc cũng uh, kết thúc video tại đây. À còn nói bán lẻ đi, nó đi quơ ở đây cũng đã bắt đầu phân phối cái này y chang ha. Nó đã phân phối rồi nha, các anh chị chúng ta lại lưu ý là đây chính là những cái vùng phân phối của cổ phiếu nha. Đấy, FRT cũng vậy vùng phân phối của cổ phiếu phân phối và phân phối Đấy, ở đây cũng chính là việc nhịp ạ dạ. à khả năng cao là tái phân phối luôn và nó sẽ rơi Đấy, phân phối xong nó sẽ rơi các anh chị chúng ta lưu ý nha Đấy, đỉnh lợi nhuận rồi nó đã ra cái điểm cái đỉnh lợi nhuận rồi thì chắc chắn nó sẽ rơi thôi Đấy, nên là các anh chị chúng ta đừng có kỳ vọng quá là nhiều vào cái nhịp này nhé ok thì cũng cảnh báo với các anh chị chúng ta hết hết lời luôn rồi thì cái tùy thuộc vào cái uh, cái, cái phương pháp đầu tư của các anh chị chúng ta cũng như là cái sự quản trị rủi ro về cái vốn của mình thôi nha thì tuấn cũng chỉ là người tư vấn và đưa ra cái góc nhìn tham khảo cho các anh chị chúng ta được yeah. chưa rồi nếu mà thấy hay và ít hãy nhớ là nhấn nút uh, like video này cũng như là đăng ký kênh để mà ủng hộ tuấn nhiều hơn nhé cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo